Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 khốc liệt khiến mỗi ngày chúng ta không khỏi lo lắng, bởi chẳng may bị mắc bệnh thì phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử. Và ở cuộc chiến ấy, không phải ai cũng chiến thắng. Thế nhưng vẫn có những điều kỳ diệu xuất hiện tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Vũng Tàu, khi các bác sĩ đã cứu sống được một bệnh nhi chỉ mới 20 ngày tuổi nhiễm virus SARS-CoV-2, đã suy hô hấp, nhiễm trùng huyết nặng. Hành trình 21 ngày đương đầu chống chọi với COVID-19 của em có sự song hành tận tâm của cả ekip Bệnh viện Vũng Tàu. Trong đó, nữ bác sĩ Trần Thị Huệ là một trong những người đã cùng em từ những ngày đầu cho đến khi em được xuất viện. Đối với bác sĩ Huệ, đó không chỉ là trách nhiệm của một bác sĩ, mà chị còn chăm bé bằng cả tình thương của người mẹ dành cho con. Tôi là bác sĩ Trần Thị Huệ, chuyên khoa 1 nhi, hiện đang công tác tại Bệnh viện Khoa Nhi, Bệnh viện Lê Lợi. Con tên là Đồng Tiến Minh, con sinh ngày 14 tháng 7, cũng hôm nay là 40 ngày rồi. Lúc mới sinh bé thì cân nặng có được có 1,6 rồi. Lần đầu tiên mình lên bệnh viện COVID mà nhận một cái bé non và nhẹ cân như vậy thì thực sự lo lắm. 12 giờ đêm ra thăm cháu, khám cho cháu rồi, về là thường như là không ngủ, lo. Mặc dù là lúc đó con chưa có triệu chứng gì hết. Rồi tới ngày hôm sau thì con bắt đầu sốt lên là lo, bởi vì một bé non tháng mà sốt thì sợ nhất là cái nhiễm trùng, viêm màng não, nhiễm trùng huyết. Nhưng mà con lại trên một cái nền COVID nữa, một bệnh rất là mới. Phát đồ điều trị thì mình cũng còn mới mẻ lắm, nên là lo. Lúc mà em hai vợ chồng còn chăm sóc á, em không có biết bé trở nặng. Em vẫn cố gắng cho con uống sữa. Bé thở rất là khó, nhưng mà hai vợ chồng em cứ nghĩ là chắc là uống sữa mệt nên nó thở vậy thôi. Cái cũng không muốn bé chuyển lên đây, tại vì chuyển lên đây là trở nặng rồi. Chung là hai chồng em cầu mong là bé khỏe như mọi người bình thường khác thôi, như những bé khác. Nhưng tới lúc bé thở khó quá mà bác sĩ Huệ chuyển lên, em thấy gắn máy thở rồi bé mặt sưng chung vui lên như đó, rồi máu mũi, mũi bị chảy máu. Em sốc, em mới nói với chồng em là sao con mình đâu khỏe mạnh vậy mà mấy bác lại gắn máy tầm lum vậy, tội nó quá. Xin bác cỡ ra cho nó về. Tại vì em không muốn biết là lúc đó con nó trở nặng rồi, mấy bác cũng không có nói. Nhưng mà chị nói là bây giờ bé không có thở được, tự thở được, mấy bác gắn máy. Thực sự là lúc mà bác nói là con em trở nặng lắm rồi, bác thông báo vậy, hai chồng khóc luôn. Ngày thứ năm á, ngày thứ năm của bệnh thì lúc đó bé bắt đầu bú ít lại rồi. Vẫn còn sốt, rồi thở nhanh lên. Thì SpO2 bắt đầu tụt xuống, lúc đó là bắt đầu mấy chị em ekip của chúng tôi thì bắt đầu hội chẩn gấp. Thực sự nó cũng lo lắm, tại vì bé nhỏ quá đi. Xong hội chẩn thì cũng được hậu phương là lãnh đạo khoa nhi bệnh viện rồi hỗ trợ rất là nhiệt tình luôn. Thì chúng tôi cũng đã thành công với bé rồi nè. Bé em cũng lúc mà nó mệt nó không có quấy, thì em nghĩ là nó không có đau. Em không biết là nó trong người nó đau như thế nào. Bây giờ tới bây giờ bé xài hết 24 mấy cái kim luồn rồi, là lấy máu với lại truyền thuốc rồi, hư van biết rồi. Nhờ có y bác sĩ rất là nhiều, bé cũng rất là mạnh mẽ mới vượt qua được. Thật sự là hai chồng em cảm ơn các y bác sĩ rất là nhiều, cô chăm sóc rất là chu đáo. Một ngày ba cử, sáng chiều khuya cô vẫn lên ngồi để chờ bé truyền thuốc xong mới về. Thật sự không có bá, không có các cô điều dưỡng thì bây giờ con của em biết như thế nào. Rất là hạnh phúc chứ, rất là thương. Mình cũng không thể mình diễn tả như thế nào được luôn, nó cái hành trình của bé luôn, thực sự như vậy. Thực sự cái cảm xúc của mình đặt cho em bé cũng rất là nhiều, thương lắm. Em bé còn quá nhỏ đi, thì đã là một người mẹ hai con thì cái cảm giác đó mình hiểu hơn bao giờ hết. Cũng cảm ơn các y bác sĩ đã cố gắng để chăm sóc bé, nên bé bây giờ mới được bình phục và khỏe để về với nhà, với gia đình. Bây giờ em có con, bé khỏe mạnh rồi thì không còn gì hạnh phúc bằng. Cảm giác lúc này rất là xúc động, cũng là cái niềm mà chỉ mong con là một đời bình an thôi. Thì con không may sinh ra trong bụng mẹ là đã bị COVID rồi, rất là tội nghiệp luôn. Nhưng mà con rất là mạnh mẽ, con mạnh mẽ lắm.